Đây là một thần thú ba chân của em. Khi nó ra sông thì nó thích đi săn bắt. Đấy. Đây là ra đây là đúng môi trường của nó luôn. Bây giờ nó đang nhảy xuống sông, nó bắt con này con kia, con chuột con đồ. Ở dưới đây có chuột nước không anh? Có hả? Nó làm gì mà kêu dữ vậy anh? Nó đang đi bắt ba khía hả? Trời ơi. Rồi. Kêu nó đi phóng sinh chung với Nghị. Rồi. Đi lên. À, đây nó mê lắm. Mình đi luôn. Thì bây giờ có anh này ảnh đang đi kéo lú. Nên em sẽ đi theo để phóng sinh hồi hướng cho nghệ sĩ Phi Nhung đang bệnh nặng. Dạ rồi rồi. Con này thần thú mà nó theo hướng là sát sanh chứ không phải bảo vệ động vật thưa quý vị. Nó rất thích giết chóc. Rồi. Rồi. Không. Rồi. Rồi. Thôi kệ nó luôn đi anh, nó không kẹt đâu. Nó đang đi săn. Ê, Hinh đi. Đừng đi theo nó Hinh đi. Hinh đi. Này không. Đừng đi đeo theo con rơi. Chết luôn rồi. Thôi cãi nó luôn rồi. Có chứ. Ta đi ta bắt nó luôn ha. Con này thì giờ. Hinh đi. Không. Con lớn này thì nó sẽ vòng vòng ở đây, nó sẽ đi săn bắt vậy thôi à. Dạ. Mất thời gian thì bởi vậy mấy con chó nhỏ dễ bắt trước mấy con chó lớn. Chó lớn dạy hư cho chó nhỏ. Đó là lý do nếu mà mấy em nhỏ mà không được người tốt hướng dẫn, người lớn mà có tâm từ bi á, giúp đỡ đó, thì mấy em nhỏ nó sẽ hư. Nên nghệ sĩ Phi Nhung á, là nuôi mấy em nhỏ. Mà giờ nay bệnh nặng rồi, giờ ai nuôi mấy em nhỏ đây? Mình phải đi hồi hướng cho nghệ sĩ Phi Nhung. Hôm nay đi lên thuyền. Này, go. Lên đường, ngồi đây mình đi. Còn con kia kệ nó. Nó dạng như thú hoang dã rồi. Dạ. Giờ là 3 giờ rưỡi ha. Bốn rưỡi hả? Hôm nay mình sẽ đi lú. Đi lú rất là thú vị nha quý vị. Dạ. Dạ dạ dạ. Thì cứ anh cứ múc lên xong rồi em phóng ra. Rồi anh ấy. Dạ. Cảnh đẹp không? Nước đẹp. Nhọc lên nhìn cảnh đẹp. Dạ.
hôm bữa mà thằng kia nó ra thả nhìn đi vô đó đẹp á. Dạ. Có mấy cái trong á, có mấy cái quỳnh đẹp. Hồi sáng là Tion mua cá ở ngoài chợ để phóng sanh cho nghệ sĩ Phi Nhung. Và bây giờ Tion sẽ mua cá của anh này. Anh đi lú, là anh có mấy cái hộp lưới ở dưới sông, anh đặt ở dưới tới nước rút cạn là anh sẽ vớt lên. Đó. Còn ngày mai tôi sẽ đi đăng. Trong đó có gì hả sư huynh? Có khi nào mấy ổng cắt cái tổ ong ở chển không? Đếm nghe coi. Ở trong đó có một cái tổ ong thiên nhiên rất là to, dám mấy ổng xào luôn cái tổ ong. Quý vị nào là fan của nghệ sĩ Phi Nhung, mong hồi hướng niệm Phật cho nghệ sĩ nha. Xin quý vị đừng niệm danh hiệu A Di Đà Phật, bởi vì A Di Đà Phật là tiếp dẫn đạo sư, dẫn cho chúng ta đi về thế giới cực lạc. Nên hãy niệm Quan Thế Âm Bồ Tát để hồi hướng cho nghệ sĩ Phi Nhung mau tai qua nạn khỏi à. Xin nhớ, chúng ta không nên hộ niệm A Di Đà Phật trong hoàn cảnh này. Nếu làm sai, nghệ sĩ Phi Nhung giảng sanh luôn. Bởi vì chúng ta muốn nghệ sĩ Phi Nhung tiếp tục làm sứ mệnh nuôi dưỡng các em nhỏ, giáo dục các em, thì chúng ta đừng niệm A Di Đà Phật. Sao vậy sư huynh? Tại kéo trên đây. Anh kéo trên này đúng không? Rồi bây giờ anh chuẩn bị kéo cái lú lên đây. Trời. Là cái hộp lưới này á, khi mà đặt ở dưới sông nghe dòng chảy của nước thì những cái con cá nhỏ, tôm tép nhỏ nó không có đủ sức vượt khỏi dòng nước chảy. Khi nó đi qua ở đây thì nó sẽ bị mắc kẹt lại, nó không thể nào mà nó bơi lên lại được. Có con nào không anh? May tình là có. Trong này có được mấy con rồi hả? Đồng. Con à. Rồi. Cái con nè, đây lấy cái lỗ này thả nó vô. Để ngoài chúng ta. Con ra này thả nó luôn. Dạ. Thả nó. Đâu á, chừng chết nha. Dạ biết. Dạ được một con tôm chì với một con cá nâu thưa quý vị. Tôi muốn có côn đó thôi. Cá nó. Đây là phóng sanh đúng cách à.
Sam. Dạ sam. Con gì vậy anh? Sam. Được một con sam hả? Rồi cái lú này thì được một con sam. Sao mỗi lú được một con vậy? Một con tôm. Một con sam, một con cá. Rồi, ảnh phóng xanh luôn, lẹ luôn rồi. Còn con gì nữa anh? Thả con cá nâu với con này. Dạ đây. Một con ốc. Cái gì cũng một con hết à. Tôm một to con. Và đây là con cá bóng đang mang bầu đúng không anh? Không, cá mày cọc vậy. Con này cá gì đen rồi. Cá bóng đen á. Bóng đen. Rồi còn nữa không? Xíu kéo nữa thì con. Dạ. Dạ thưa quý vị Bồ Tát, chắc em phải nhảy xuống nước luôn quá. Thưa quý vị, em thả một chú cá nâu. Còn cá bóng này gọi là cá bóng gì anh? Cá bóng đen, đang mang bầu cho Bồ Tát Phi Nhung. Giờ đây thêm một con tôm chì nữa à. Rồi họ đã ra đi bình an. Và đây thêm một chú cá bóng. Dạ. Một chú cá móng rất là đẹp, thả xuống luôn. Đúng rồi anh, thêm cho em miếng nước đi. Em thả vậy chắc người ta cười chết luôn anh ơi. Nhưng mà là may mắn đó thưa quý vị, bởi vì không có nhiều chúng sinh bị hại. Và đi là cứu được luôn. Đây, đi lú mọi người thấy hiểu rồi đúng không? Không có nhiều lắm. Đó, ban đêm á, quýnh cá tép ban đêm thôi ban ngày. Đồ quýnh chơi, có cua gì không? Dạ. Thêm một con tôm và một con cá và một con sam. Sam này sao biết sam được sam cái vậy anh? Nó sam cái đó. Nhìn sao biết vậy anh? Sam được cái nhìn cái đầu mỏm vô. Dạ. Thêm một chú cá nâu nữa. Xăm cái đầu nó tròn hả? Xăm cái đầu nó tròn hình ra được trứng. Dạ anh ấy cũng quýnh thêm được một con cua nhện nữa à. Tất cả những chúng sinh này xin được thả về tự nhiên cho Bồ Tát Phi Nhung hồi hướng sức khỏe. Những cái loài vật này chúng ta nhìn như vậy á, nhưng lại giữ một vai trò rất là quan trọng trong cái môi trường này. Nên mình thả nó về tự nhiên rất là phước báo tăng trưởng, còn hơn là những cái loài đang bị nuôi nhốt. Cái loài nuôi công nghiệp. Đây là những loài tự nhiên. Cá nâu. Thêm vài bạn cá nâu nữa. Còn nữa không sư huynh? Mà sao muốn thay con cua vậy?
sau đã. Cá bóng này gọi là cá bóng gì em Sâm? Cá này là để khô rồi chết. Dạ. Yeah. Cá là để khô xíu rồi chết. Cá bóng cát dễ chết quá ha. Thấy không? Này Sâm đực này, Sâm cái rồi thấy không? Sâm cái nó tròn, Sâm đực nó hủng vô chỗ này thấy không? À. Cái chân nó này, chân nó bự hơn này. Chân vô Sâm cái nó to. Đâu nó hủng chỗ nào vậy anh? Đó, chỗ này nó hủng vô thôi. Chỗ này nó bị mất xuống đúng không? À. Dạ em hôm nay em chỉ mọi người phân biệt Sâm đực, Sâm cái luôn nha. Xem được cái chỗ này nó hõm xuống. Cái chân bự hơn đó. Dạ. Xem cái chân nó thon. Thấy không? Cái chân này nó thon thấy không? Dạ. Đầu nó bằng. Xem cái thì cái chân nó thon, cái đầu nó bằng. Đây xem được nè. Nhìn cái chân nó cũng tròn do đó. Ừ. Xem được cái chân nó tròn do mập ú à. Phóng sanh cho Bồ Tát Phi Nhung. Dạ tàn Sam không vậy sư huynh? Thêm Sam dạ. Chú cá bóng này cần phải thả liền đây. Dạ phóng sanh Sam. Dạ thấy Sam bơi không ạ? Sam bơi rất là đẹp nha. Sam bơi giống như là chiếc lá trôi trên sông vậy. Rồi anh mới quýnh đây hết nguyên dàn lưới rồi hả? Được có mấy con que que vậy hả sư huynh? Rồi mọi người thấy kỹ không ạ? Một đống lưới như vậy là chỉ có vài con ta sam, rồi vài con tôm, rồi vài con cá. Bây giờ mấy con tôm thì em sẽ thả sau ạ. Còn cá thì em sẽ thả trước để coi ảnh quýnh được bao nhiêu. Cứ thả đi, lát phỏng phỏng đại cần kiếp gì đâu. Cua đó thấy không? Hai cá bóng cát, cá đó nha. Dạ, dạ, dạ. Đỉnh luôn cua qua đây kẹp chết cá. Dạ, dạ, dạ. Đây, đây, đây. Em xin thả hai con cá bóng cát nữa cho nghệ sĩ Phi Nhung. Cá bóng cát về thiên nhiên, nói với thủy thần phù hộ cho nghệ sĩ Phi Nhung tai qua nạn khỏi. Đó. Dạ để mấy này để đông đông đi hồi em thả luôn. Để đông đông thì gấp nó ra chỗ khác để thả đồ kẹp chết hết. Vậy ha. Cua nó kẹp chết hết. Bây giờ em sẽ bắt cua bằng tay đây. Chỉ chặn cua thì thôi. Dạ Bồ Tát Phi Nhung. Tai qua nạn khỏi. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ cho Bồ Tát Phi Nhung. Mà tai qua nạn khỏi. Tôi sẽ phóng sanh bạn cua nhỏ này về tự nhiên. Hôm nay là cũng là được cái duyên đó, được cái duyên Bồ Tát Quán Thế Âm cho đi gặp anh này để thấy được cái cảnh ảnh phóng sanh là thả liên tục luôn nè. Bồ Tát Quán Thế Âm là đang tạo duyên để cho tôi ôn hóa giải nghiệp ăn gia dưới quỷ thần. Đó. Ủa sao rác không vậy sư huynh? Nước chảy đạp ra. Có con cá nó ăn tôm. Dạ rồi. Bây giờ chú đang làm gì vậy chú? Đang đi ngắm cảnh hả? Dạ bảo vệ canh chốt hả chú? Chú sao chỗ đó đằng kia nước gì nó đục đục nó thải ra nhiều vậy chú? Dạ. Dạ chú. Ở thiền viện thường chiếu thải ra hả? Thường chiếu
À, cái suối này từ thiền viện Thường Chiếu qua đó hả sư huynh? Thiền viện Thường Chiếu là nơi có sư ông Thích Thanh Từ và Thích Nhật Quang đang ở. Toàn là sam không vậy? Dạ, xin Bồ Tát Phi Nhung cho con thả mấy con này liền luôn đi. Mấy con sam này để giữ lại mấy con tôm hồi thả. Con cá này mau chết thả luôn nè. Dạ, nãy giờ thì kéo nhiêu đây lưới ạ. À, nguyên một sắp lưới như vậy và được những thứ như này. Bây giờ em xin phóng sanh bạn cá nóc. Con cá này nó có hai cái răng ạ. Bốn cái răng giống như răng thỏ vậy đúng không anh? Bốn cái. Hai răng trên, hai răng dưới. Hai răng trên, hai răng dưới. Nó mà cắn một phát là hơi bị nhức nhói nha. Cắn nó bé ngót à, chọn ấy. Nó có khả năng cắn nát lưới. Và bây giờ tôi thả bạn xuống sông nha. Rồi đi đi. Và đây là một bạn cá nâu rất là to. Đây. Cá nâu. Tôi thả con về tự nhiên. Con nói với thủy thần phù hộ cho nghệ sĩ Phi Nhung mau hết bệnh nha con. Rồi đi đi cá nâu. Ôi, số lên trên. Dạ. Đây là có mình có sam, ốc, cúm. Thả chưa? Giờ thả rồi. Dạ, một bé bạch tuộc nhỏ. Anh chị thấy hay không ạ? Một người bắt và một người thả. Nếu có người bắt thì có người thả, mà số người thả nhiều hơn người bắt thì sẽ không có người hại. Đó, thì ủng hộ em cứu được thành công á, thì mấy loài vật này được bảo vệ thôi ạ. Bây giờ em sẽ thả bạch tuộc xuống. À. Thả nó xong nó phun cho em một cục mực ạ. Rồi, tôm. Đi đi tôm. Đi đi tôm. Tôi mới dạ có tôm tích à, không, tôm sú. Cá bông cát.
cua cắn lưới hả anh? Đâu vậy? Tại em tính bỏ xuống nước để hứng nước vô. Lấy kèo, bơi qua. Thôi được rồi, để em. Phi thân của nhau quý vị, cô bác anh chị. Dạ. Ồ, trong đây vẫn còn mấy con cá, tôm cá hả? Mà để anh bắt. Cái này à? Tôm xuống sông rồi, con xuống luôn không? Cây. Mình sẽ xuống khám phá cái ở dưới nhà rồi thôi quý vị. Cái lú. Chìm kìa quá trời. Honey. Chính là con cá bự nhất ở rừng đước. Đố ai bắt được em? Bây giờ bắt được bao nhiêu bạn bè của em rồi? Ủa sao nãy giờ bắt được ít vậy sư huynh? Trời ơi, ông bắt được nguyên con cá bóng cát siêu to khổng lồ đây. Đâu? Nè. Đâu? Ủa, bóng cát với bóng đèn khác nữa ha. Đâu, cát màu trắng, bóng đèn màu đen, có giống như chỗ nào đâu. À, vậy hả? Giờ rồi, anh chị thấy rõ nha. Đây là cá bóng đen, cái miệng nó tàn quạt và nó đen thùi lùi. Bụng nó thì có trứng nha anh chị. Bây giờ em xin phóng sanh cho Bồ Tát Phi Nhung.
mau hết bệnh tai qua nạn khỏi, trở về với gia đình tiếp tục làm Phật sự. Còn nữa không sư huynh? Từ kéo như nôn quá. Mà dầm bính hai, dầm hai nước lại kéo một lần á. Ừ. Có nhiều này. Bính hai nước mà. Nhiều. Nhiều quá nó đổ cái đổ trọng. Nó đông quá. Nó đã lượm được một hũ rác. Gom về em đốt luôn cho. Này đa phần mọi người đã câu cá. Dạ. Xin mọi người ý thức đừng vứt rác xuống sông ạ. Vứt cá tôm cua mực xuống sông thì được chứ đừng vứt rác. Trong khi anh này ảnh đi kéo lưới cá thì em sẽ đi dọn bớt rác trên sông này để tạo một ít phước báo cho các vị Bồ Tát đang nhờ em phóng sinh giùm. Sao anh? Lấy tụng hả? Cái tụng là cái gì ta? À. Ôi giời. Một hũ nhựa đang trôi kìa. Một vỏ chai nước suối kìa. Rác xuống sông. Đây là nhiệm vụ của rái cá mà mọi người không để em bình yên chăm sóc rái cá. Nay em phải làm nhiệm vụ của con rái cá nhặt rác trên sông. Ây dô. Hôm nay bắt được mấy con tôm không ha? Xem được, đi đi.
Sam nó không có cắn ha, nhìn nó vậy nó cũng hiền quá anh ha. Rồi. Sam nó đâm bằng cái gì anh? Đó, cái gai nó đó. Gai trên người đó đó ha. Đẹp xíu xíu. Bồ Tát Phi Nhung ơi. Giải cứu động vật. Con này như chết rồi anh ơi. Đâu sống đó, nó dạo ngay vậy đó. Giả khờ hả? Để trong cái cao con lá nó tỉnh lắm. Chứ nó không mấy nữa, nó chết đâu. Mới nó chết. Có bị giảm đạp không? Dạ yeah. Nãy em thấy cũng một con á. Nó cũng đơ lẹo á. Ít khi nào á. Chết lắm. Nếu mà giả điên thì tỉnh lại đi nha con. Bây giờ là cũng khoảng 5-6 giờ chiều rồi ha anh. Sao dạ. Tối dữ vậy? 5 giờ rưỡi chiều. 5 giờ rưỡi chiều. Có ở đây còn mấy bạn cá tép. Em xin phóng xanh luôn à. Vậy là cá bóng cát nè, cá bóng đen nè. Còn con cá bóng mà có kim tuyến gọi là cá bóng gì anh? Bóng sao hả? Ờ. Mấy bữa có mấy cá bóng dừa nữa. Dừa được ít á. Cá bóng dừa sao nó ở đây được? Ở đây cũng có dừa nước mà. À vậy hả? Bạn nó... chưa thấy cây dừa nước hả? Dạ chưa. Thằng kia có kìa. Nó sống ở nước ngọt được luôn à. Cây dừa nước đó nó ở nước ngọt, nước mặn luôn à. Còn cá bóng dừa là ở nước ngọt cũng được, nước lợi cũng được. Dục trên. Cá bóng dừa này cũng hay quá ha. Vậy là nước này nước mặn con bóng dừa ở được luôn. Nước á, nói chung là đừng mặn quá. Mặn như nước biển nó không có ở thôi. Nhưng mà nước ta chè là nó ở được. Nước á, mặn mặn ngọt ngọt á. Dạ yeah. Mày trời. À con. Rồi đây là cá bóng cát. À, cá bóng đen. Bóng đen. À nhỏ nhìn nó thon vậy, nó bự lên càng bự nó càng ú nù. Rồi cá bóng đen lên đường đi bạn. Nói cho bóng cát dễ chết á. Hai bạn tôm lên đường luôn nha. Con cá chết chứ. Con cá đâm đầu dưới là chết á. Anh bắt con gì là em thả con đó hết luôn rồi quý vị. Bắt đi sao về vậy? Cái gì đâu? Đi nhanh cây. À, tôi bạch tuộc nè. Con còn bạch tuộc hả? Tuộc nào ánh sáng. Còn bạch tuộc đây. Cũng to á. Còn rồi thêm một con cá bóng. Em tôm dưới con bạch tuộc. Con cũng còn xíu. Vậy em đố quý vị biết con này cá bóng gì ạ? Cá bóng sao ạ? Thêm một con cúm nhỏ nữa. Con cúm ngộ phải không? Nó lên bờ cái nó cúm lên vậy nè. Xuống nước là bung càng liền. Đó, xuống nước bung càng chạy liền. Ôi, một con tôm. Thêm một bạn bạch tuộc. Này sống dài lắm, để hồi em thả nó sao. Em cho nó xuống đây. Xuống đó là chừng nó bò, có cái lỗ nó bò. Nó chuồn ra anh. Chui ra ghe á. Dạ. Lấy cái gạo á, múc nước bỏ bạch tuộc cho.
chứ để quay không có cảnh gì để quay đây. Nếu có cảnh thì bạch tột đâu. Mà bạch tột vô đi bạn. Tột to rồi. Giờ nó quéo người lại liền. Mình kéo mình thấy ít ít vậy chứ gom gom rồi cũng cặp ký. Dạ. Cái thì ít nhưng mà nhìn cá mình gom lại. Rồi đại thản. Cá được mấy con tôm. Chết. Bạch tột còn nữa không? Đây đừng thả con cá chung bạch tột. Bạch tột cắn nó chết á. Dạ. Bạch tột thấy vậy nó nhìn nó hiền hiền vậy chứ nó bá đạo lắm. Nó bá đạo nhất khu này đúng không? Cua làm không lại nó đó. Cua mà nó ăn luôn hả? Nó ăn con cua còn cái vỏ không luôn. Trời sao con ác dữ vậy con? Cua biển mày cũng ăn được luôn hả? Cái cua mà 2-3 lạng làm chưa lại nó mà. Tại nó lên nước, khỏi mặt nước nhìn nó hiền vậy thôi. Lên mặt nước nhìn hiền quá ha. Hiền nghe không? Nó có cái mực của nó đó. Yeah. Nó phun vô miệng cua lạng lát cua chết luôn. Phun mực vô miệng người ta nữa. Chơi dơ dữ bà tột. Giờ nó tính phun em luôn nè quý vị. Rồi nó hít mà không có gỡ ra được luôn rồi sao rồi. Thôi kệ nó đi. Nóng ra gỡ. Anh gỡ nó ra giùm em cái. Em coi có con cá nào rớt dưới này không. Anh biết sao. Nước ngập lên sao nhiều. Mấy bữa nước kém kém nó không ngập nhiều thôi. Thấy vậy mấy con sao này cũng ăn được á. Ừ. Phải ăn được đâu. Nó nhỏ gì mà ăn được hả anh? Trứng rồi, bắt xăm cái ăn thôi. Xăm cái trứng nhiều. Nè con này xăm cái nè. Dạch đây nè, có trứng không nhìn biết. Anh nhìn. Ăn trứng không hả? Nhìn đâu anh? À, đó nè. Mấy cái vàng, mấy dùm vàng này hả? Ừ mấy cái đó trứng đó. Có đầy cái này luôn á. Rồi người ta ăn cái đó, đó của nó đó hả? Ừ. Ăn cái trứng thôi, ăn thịt thì mấy người ta ăn quen người ta mới lấy cái thịt nó có một miếng thịt xíu từ đây dạng đây à. Còn nguyên cái này là trứng không mà còn xăm đực thì trong đó độc không à. Dạ yeah. Độc không anh? Hả? Có khi nào người ta bị trúng độc không? Có, đừng ăn chút cái ruột nó ăn chết á. À. Trời cái ruột nó độc quá ha. Tính ra nãy giờ thả cũng khá là nhiều á chứ hả? Đâu ít đâu. Ừ. Có bao nhiêu là em quay hết bao nhiêu cho quý vị coi á. Mình không có gom lại, mình nhìn nó dạ. Thưa vậy. Dạ. Dạ. Nãy ít ít gom dạ. Lại vô đây nó tối quá rồi, hồi ra ngoài đi. Ra tới giờ cây nè. Và cảnh trên sông là nước đang rút ạ. Thì cái này là nước đang rút ra ngoài biển ạ. Thì bây giờ em thả xuống là những cái con này nó sẽ đi ra biển luôn đúng không ạ? Đúng rồi. Giờ nó đi ra sông lớn. Dạ. Rồi tạm biệt các bạn nha. Đi nha. Trở về tự nhiên nha. Có muốn bơi cùng mình không? Nó nói mình nó bơi cũng được. Sao mà cái lưới này nó dính dữ vậy ta? Thank you.
còn một con còng với con bạch tuộc. Dạ. Bên đây có một tôm bầu, một tép, một con cá bóng sao, bóng đen và bóng cát, có đủ luôn. Ốc đá nè đúng không anh? Ốc đá đi luôn đi ốc. Con tôm nhảy rớt đây nè. Đi đi. Chụp hay quá. Những chuyến cuối đường nó mới xong hả? Thôi bây giờ em sẽ xuống sông thả mấy bạn này về tự nhiên à. Wow, thêm một đứa bạch tuộc nữa. Sao con này to thế? Xè ra chứ nó nhỏ con quỷ này nữa. Đó, thấy không? Nhỏ hơn xíu. Nhìn dưới nước nó xè ra nhìn nó to luôn. Hai đường chưa anh? Hả? Xong hai đường chưa? Chứ hai con mưa chết nữa. Rồi thả. Rồi coi cái hộp chơi xong rồi. Anh chị coi dòng nước chảy đi kìa. Giờ đó anh chị thấy cái hộp nó trôi đi không ạ? Bây giờ em sẽ nhảy theo cái hộp. Ôi, nó trôi nhanh dữ vậy. Nước đang chảy cuốn em ra biển. Đi theo các bạn của em. Bạch tuộc, cá, còng gì đó ra hết đi các bạn. Honey. Trở về tự nhiên nhé. Đổ đèn vô giùm anh em cái xu anh. Con tôm sú á. Con tôm sú nó bay luôn rồi. Rồi anh chiếu cái đèn vô nè. Rồi đây, chiếu cái đèn vô cái hũ nha. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, xin hãy phù hộ cho nghệ sĩ Phi Nhung mau hết bệnh. Con xin phóng sanh giải cứu động vật, cứu độ chúng sinh, cho Bồ Tát vui đây. Bây giờ trời tối rồi nhưng mà vẫn kéo đây ạ. À.
Đây là mình đi lú thôi các bạn. Đi lú là không có sắc xanh nhiều bằng đi te, đúng không anh? Trong các bộ môn đi săn bắt thủy hải sản thì đi te là ác nhất. Thì nó tan dính mà điện giật chết. Dạ. Mỗi lần mà người ta chụp điện xong cái cá nó nổi đầy. Đây có bọn cá tép nó nhiều. Đây cá tép nhiều hả? Kéo mấy cái cá đầu tiên rồi mình nhúm rồi nè. Bình thường ít quýnh ở đây á. Vô đây. Dạ được biết anh này chia sẻ thì khi mà mình đi cái chiếc ghe te đó, là người ta có gắn điện ở trên chiếc ghe đó đó, thì nó sẽ kích điện cho mấy con cá bị tê tê, thì thường mấy con cá nhỏ sẽ chết, nên nó đi te rất là ác luôn. Mà nó là bị cấm đúng không anh? Bị cấm. Xài điện xong xài điện bị cấm à? Dạ, xài điện dưới sông bị cấm. Nhưng mà khu này á, thì có một số người đang đi te lậu ha. Ừ, người ta vẫn te. Nó vẫn cho te nhưng mà người ta không cho xài điện. Tại những qua nó lắp điện, giờ nó thấy người ta nó tháo cho nó dục rồi. Dạ. Chứ không phải là người ta không cho te. Vẫn cho te nhưng mà đi te ở đây là đều phải gắn điện không à? Không, 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 không được gắn điện. Ừ. À, gắn điện là nó không cho. Dạ. Ở đây không có người. Canh canh không có người là gắn điện vô đúng không? Là không có công an biển nữa. Dạ. Gắn điện nó te. Vô đây nãy giờ kéo được ít. Còn nhiều hơn vậy. Vô đây kéo nhiều hơn nè. Đục. Còn nữa đúng không? Còn nữa mà. Còn mấy cái nữa anh? 5 cái. Dạ em đổ nó luôn cho dễ nhìn. Giờ đây. Quý vị thấy không ạ? À? Cái lỗ nó chạy cái lỗ. Cá đồ bự bự ngon ngon không nha. Quay ban đêm rồi nó không mở ấy nè. Nó phải quay vô cái chỗ nào có đèn thì thấy sáng. Cá nhiều. Cá ngấm rồi. Trong đèn nhiều. Cá bóng đèn. Bự bự không? Ha. Bốn con đó. Dạ xin được phép thả luôn ạ. À. Thả luôn nha anh chiếu đèn vô đi anh, em thả luôn. Dạ. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ cho Bồ Tát Phi Nhung mau hết bệnh. Dạ. Tôm, cá, thép. Rồi. Rồi, cảm ơn. Tụt hả? Sao? Dạ đúng. Quay vô tụt. Mấy con luôn hả? Con à. Wow. Được 4 con mặt tụt. Tôm. Tụt. Cuộc sống mưu sinh mà nghề này cũng vất vả quá ha. Này là mình kéo còn sớm nữa, có khi đi 1-2 giờ đêm.
một hai giờ đêm chắc lúc đó lấy vợ mà hai ba đứa con rồi mới cày cỡ đó chứ. Đâu, mình đi theo nước chứ, lúc nào nước giờ nào đi giờ đó. Đâu nhất thiết cái vợ có con mới đi giờ đó. Làm cực quá, ý là như vậy á. Cày ngày cày đêm luôn. Mà được cái là mình thoải mái tự do phải không? Mình thích làm là mình cũng làm nghỉ thôi. Cháu không ai nghe kia nữa đâu, làm nghỉ. Đây còn bà con không? Ừ. Còn mấy ông te là không phải bà con hả? Không. Te là ở ngoài chạy vô đúng không? Te là trong xóm thôi chứ không phải bà con. Ở nhà đi làm cái này. Có mấy người cũng đi làm nhưng mà phải... Te nó đi vậy chết hết cá rồi còn gì nữa. Xong là mấy con cá nhỏ nhỏ nó thiệt hại một phần nhiều. Cá mà mới nở ra đồ. À mấy trứng đồ mới nở ra đúng không? Cá mini đồ á. Chết hết. Đi te là hủy diệt hệ sinh thái á. Phải là te mà là do mấy người gắn điện. Gắn điện kỳ quá. Lời được có bao nhiêu đâu, cũng mỗi ngày em đánh bắt vậy thôi. Giống như đánh bắt mà không có điện thì nó ít hơn xíu vậy. Xong rồi hả anh? Còn 2 cái nữa. Có mấy cái mà kéo lâu lắm. Nhìn nó dài. Xếp lại nhìn nó ít. Nguyên một xuồng luôn rồi còn gì nữa. Nửa chiếc xuồng rồi. Hất lại vô ha. Được không? Cúng. Dạ đi phóng sanh theo anh này giờ này luôn. Mình đi theo ngư dân vậy đó. Mình mới mua được mấy cái hàng này. Và mình thả là nó sống chắc luôn. Còn đợi người ta đem lên đẹp bà à, cao bên bãi Việt Nam. Rồi em chuẩn bị cho quý vị, cô bác, anh chị. Cái này quay cho. Yeah. Còn cái nữa, cái còn cái cuối mình quay. Cái cây rồi. Mất lùm chạy. Vậy là mọi người đã biết đi lú là như thế nào rồi đúng không ạ? Vất vả đó, chứ không phải nhìn thấy kéo vô là thấy sướng đâu. Kéo riết mà leo gạch, leo gạch. Kéo riết mà lú luôn. Mà tụi nó muốn đi lắm rồi. Thật ra chơi với bạch tuộc nó vui lắm anh chị. Mềm mềm, mịn mịn. Mà nó lên bờ nó sống được, mình chơi với nó một hồi được. Rồi cục đá. Cây. Cái ghe cái vô. Wow. Chẳng lẽ xong rồi hả? Xong rồi đó. Ôi trời ơi. Rồi mẻ cuối cho anh thả. Mẻ cuối cùng là anh thả. Là hy vọng là anh là người bắt sau này, cái lần cuối cùng là anh trở thành người thả. Cái cuối cùng á. Mình muốn ít cái đi. Nè, này. À, chạy rồi. Thì làm cái này mới có tiền thôi, đúng không anh? Chứ giờ làm cái gì nữa đúng không? Thì trong nghề bây giờ phải làm thôi chứ phải ấy đâu. Là được mọi người ủng hộ giải cứu thì quá là mừng, có duyên thù thắng quá luôn. Thì cũng ngán là bạch tuộc đi luôn nè. Mến nè, đu luôn rồi. Không chịu đi. Đi đi trời. Anh gỡ nó ra giùm em luôn anh. Nó hít em luôn rồi. Chạy 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 chạy. Nước trong dữ ha. Rồi đèn xuống trong veo. Ừ, bên nước trong không có mưa.
Mày thả đi, chạy đi con. Nè, chạy mà không chịu đi nữa. Trời ơi, dính quá vậy. Bụ luôn. Kỳ nha. Bắt mày đó. Gặp này mấy đứa Hàn Quốc nó bỏ vô miệng nó quất liền luôn á. Nó ăn sống luôn á. Trời ơi. Ừ, rồi, phun cục mực. Đi mà cũng phải phun một cục mực nữa. Dạ. Dạ rồi. Cảm ơn anh đã tài trợ chương trình phóng sanh này. Rồi. Xong rồi nha quý vị. Nguyện mang công đức này hồi hướng cho Bồ Tát Phi Nhung mau tai qua nạn khỏi. Ngày mai em phóng sanh một lần nữa cho chị. Với những vị Bồ Tát đang nhờ em phóng sanh, ngày mai chúng mình sẽ chơi một xô lớn, thiệt lớn. Thưa quý vị, cô bác, anh chị, ở thôn quê thì mới có được cảnh này. Em hôm nay đã chứng kiến được cảnh một chú đom đóm đang bay. Thật là vui quá. Cảnh này thì chỉ có ở bên Nhật thôi, nhưng mà ở Việt Nam thì em đã thấy được cảnh này. Bởi vậy những cái ánh đèn đường nó sẽ làm tiêu diệt loài đom đóm, nên chúng ta đừng lệ thuộc vào đèn đường nhiều quá. Buổi tối nên để cho trả về khung cảnh thiên nhiên để cho đom đóm nó phát triển. Ở đây xích qua. Đom đóm cũng nhiều quá ha. Nó bay mới đây qua kia rồi kìa. Ồ. Này mấy con đom đóm nó sẽ bị hút vô đèn giống như thiêu thân vậy anh. Ở đây người ta không có khai phá nhiều mà chưa nhiều lắm, chưa cỏ thôi. Rồi mới về đây thấy toàn rừng không đom đóm nhiều. Đom đã quá giờ. Đẹp. Giờ người ta khai phá cái này tăng cài sới nhiều quá chứ thôi đó đom đóm. Đó bay sáng. Vậy là hồi xưa đom đóm ở đây nhiều lắm luôn ha anh. Trời ơi. Giờ nó còn ít không, người ta còn trồng tràm nè. Dạ. Ít có hủy hoại. Cỏ rồi đất gì nè. Không còn chỗ sinh sản. Con này nó đẻ dưới đất. Hết như ra chậu. Ra đây có đèn đường là thấy hết đom đóm rồi đó. Tại có đèn á thì đom đóm nó sẽ chết. Ôi không ngờ mình thấy được đom đóm. Tính ra ở đây ngon vậy ta. Thấy được đom đóm là thấy hên rồi đó. Rồi cảm ơn anh nhiều nha. Đi làm việc về đó không? Cuốn mà cũng phải đi làm việc nữa. Mập không nổi luôn á, ốm luôn á. Đi riết mà ốm luôn nè.